Nguy hiểm quá bà ơi. Bà đâu có biết bà phụ làm nhỏ sạch sẽ quá thì đâu có đường đâu. Bà ní ra con coi thử coi. Thế mấy dùm bà thì... Đang đánh đọc ở nhà. Lo lên thì dạy nhỉ. Bà cái chân nó mổ đâu. Cái chân nó mổ đó. Chắc nó chạy đi rồi. Còn hả? Ở dưới á. Ui, đây. Ui, thọc cái đầu này cái nhà ơi. Đây nè cái nhà. Ui. Dạ, mến chào cả nhà thân thương. Đi lên thang xin chúc cả nhà mình một ngày mới có thật là nhiều niềm vui nha. Hôm nay Đi Chân Lên Thang lại tiếp tục lang thang vào trong rừng cả nhà. Lâu lắm rồi Đi Chân Lên Thang mới đi qua cái tuyến đường này. Hôm nay Đi Chân Lên Thang đi trên núi cao cả nhà. Nhưng mà tìm hoàn cảnh không có thấy ai hết trơn á. Nên là quay xuống lại cái con đường này thì bắt gặp một cái ngôi nhà của người đồng bào đất Lai miền núi. Thì cái hoàn cảnh này á, Đi Chân Lên Thang đã giúp đỡ một lần rồi cả nhà mình ơi. Nhưng mà hôm nay thấy bà xuống dưới đây á, thì lúc trước á, bà ở trên cái núi cao á, mà lên nhà bà thì cũng thấy bà, cái xuống đây cái gặp bà dưới đây. Dạ con chào bà nha. Chào á. Dạ. Ăn. Bà khỏe không bà? Khỏe chứ, khỏe rồi không bệnh. Bệnh hả? Ừ, bữa đó còn bệnh, bữa đó mới lên đại bị không có con đi làm bướm không rồi. Dạ. Ừ. Bà đang ăn khoai hả? Ăn khoai. Khoai này khoai mì hay khoai lang bà? Khoai lang. Khoai lang hả? Khoai lạc ớt bún thịt đồ này. Bà cho con mượn thử coi. Ăn. Nướng hả bà, nướng hả? Nướng. À, ăn đi, hả? Ăn đi, ăn. Cả nhà. Khoai lang này bà trồng hả? Trồng. Bà trồng chỗ nào đâu? Trồng chỗ kia kia. Vậy hả? Chỗ mới đạp lên đó. Hôm nay bà không nấu cơm hay sao mà bà ăn khoai vậy? Ăn cơm đó, nấu cơm là chưa ăn. Chưa ăn hả? Hôm nay bà muốn ăn gì? Muốn ăn thì mà không có đó, cá khô đây nè. Bà có nhớ con không? Bữa nay chờ con lên hả? Dạ, lâu lắm, thiệt lâu rồi đó. Cũng như là 2 năm rồi cả nhà. 2 năm rồi không có gặp bà. Ở trên đây không hình này. Mà chiều thì đi đợi, đi về nhà để được bán bông đu đủ này. Xuống làng bán bông đu đủ. Ừ. Như bông đu đủ như vậy là bà bán sao bà? Bà cho con mượn nha. Mượn đi. Cái đó thì miếng cầu đó, miếng cầu phải chín thì cho con cháu ăn đó. Dạ, cảm ơn bà. Thì cả nhà mình bà hái bông đu đủ này để bà đem xuống làng bà bán nè. Bán được đó. Đây nè cả nhà. Cái này bà bán bao nhiêu một ký bà? Một ký hả? Cái bữa đó thì được 25. 25 ngàn. 25 ngàn. Rồi nhiêu đây được một ký không? Biết gì chắc không có được đồ chơi đó. Dạ. Nhiêu đây đưa trên lên thang độ tầm cỡ nửa ký á cả nhà. Chắc được ký chứ hả? Bông này hiếm lắm nha cả nhà mình. Đây là bông này là bông đu đủ đực á. Chắc cả nhà cũng đã biết. Nhưng mà rất là hiếm. Tại vì cái bông này á, là khi mà họ mua về là họ ngâm mật ong nè. Họ khi mà bị ho á bà ha, uống rất là hay. Hay. Dạ, rồi mình nấu nước mình uống cũng được, cũng trị bệnh nữa. Cả nhà tháng này là tháng mưa cả nhà. Nếu mà cả nhà, ông bà cô chú anh chị nào có cần cái bông đu đủ này cứ liên hệ với Đi Chân Lên Thang nha. Đi Chân Lên Thang sẽ mua của bà con người đồng bào đất Lai để giúp đỡ cho bà con có thêm tiền để mua gạo, mua cá, mua mắm cả nhà. Là vừa chia sẻ đến cả nhà mình nữa. Dạ. Bông này rất là hiếm nha cả nhà, chỉ có mùa mưa này mới có thôi. Có mưa thì chưa có đâu, bữa đánh chết rồi. Dạ. Chết thì bộ đó, chết nó mới có bông lại chứ đó. Dạ. Ừ. Đó thì phải chín hai chai mấy con ăn. Còn đây là quả mấn cầu này cả nhà mình. Ở miền Trung Đi Chân Lên Thang là gọi là quả mấn cầu. Nhưng mà ở ngoài Bắc thì có nhiều địa phương họ gọi là quả na nha cả nhà. Đây nè cả nhà. Có chín không? Chín rồi này bà nè. Thì ăn đi. Con ăn đi. Bà cho con hả? Đây ăn đi. Nãy chín nhiều quá chưa? Dạ. Đây. Này ăn nhiều quá cả nhà ơi. Đây. Đây còn mềm dạ. Đó. Bà, cái bà, quả này á. Một ký có 5 ngàn thì mang về nhà đó, một ký có 5 ngàn thì. Dạ. Phải hai chứ, sợ nó con chim ăn quá thì. Dạ. Cái này là bà chồng là bà không có xịt thuốc, không có tưới nước gì hết, bà đỡ qua năm tháng luôn. Không có xịt thuốc được. Ăn, lấy ăn đi. Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn gì, lấy ăn đi.
mời cả nhà ăn mình một miếng mắm cầu nha, mắm cầu rừng nè. Đó. Đó, thơm quá cả nhà ơi. Quá trời thơm rồi. Khui chứ bắt khui. Ngọt quá bà ơi. Ngọt không? Dạ ngọt. Ừ. Lấy ăn đi, rồi phải chín rồi lấy ăn đi. Dạ dạ. Cái quả này là bán có 5.000 ký hả bà? Bán có 5.000 ký đó. Vậy là cứ mỗi ngày như vậy là bà hái xong bà đem xuống làm bà bán hả? Ừ, xuống. Đêm hôm mẹ ngủ rồi, bây giờ mẹ chiều thì đi về. Dạ. Đi mua cá, mua đồ ăn đó. Dạ. Bà sống đây có mình rồi cả nhà mình. Cái hoàn cảnh của bà rất là thương. Bà mới lên làm mà trời đến này mà còn cháu con làm dùng không nè. Đâu có tiền bà, đâu có dạ. tiền. Bữa đó làm thăng có 2 cùi. Dạ. Đủ mua cá ăn, không có gạo. Bà là bà sống trên đỉnh núi cao luôn cả nhà mình. Mà bây giờ là bà lớn tuổi rồi, bà đi hết nổi rồi. Nên là bà... Nói rồi, chạy thêm ở đây lại đây nè. Ở đây lại. Ở đây lại đây nè. Dạ. Hết được rồi. Bà giới thiệu tên của bà cho khán giả biết đi bà. Bà tên gì? Tên hả? Dạ. Tên La Thị Vô. Bà năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Chắc 80-90 tuổi rồi. Đâu có biết phải đi học hay không có học rồi. Dạ. Ngoài đó ở trên núi mà cha mẹ và chồng đó ở trên núi không hề chứ. Dạ. Ê, đâu có chữ. Không có chữ, không có gì hết vậy. Không có nhớ chính xác tuổi của bà ha. Chỉ nhớ là 90 hoặc là 89 chắc, tuổi vậy đó ha. Chắc là già rồi đó nè. Hết lào mình. Cũng hết ăn rồi. Cả nhà mình nhìn hình ảnh của bà, cả nhà thấy thương không? Bà đeo cái cọng dây ở chân là mình đeo có ý nghĩa gì không bà? Mất. Cọng dây hả? Con. Con thấy con. Bà dơ cái chân lên cho con xem được không? Người dơ dần thè vô quá. Trời ơi. Nãy đi làm cỏ đó. Dạ. Mới vậy đi làm cỏ đó. Nhìn cái bàn chân của bà nói rất là khổ luôn cả nhà mình ơi. Khổ thiệt chứ. Là ông thầy cúng là bắt đeo cọng dây này hả bà? Ờ. Thầy cúng thì đợi cái gì dây đây nè. Cục dây đấy đi. Dạ. Sợ nó chết. Cả nhà mình đưa chân lên thang nói sơ qua về cái hoàn cảnh của bà cho cả nhà mình hiểu nha. Là bà có chồng nha, có con. Nhưng mà chồng của bà là mất lâu lắm rồi. Chồng của bà... Cháu và bà con biết hả? Dạ biết. Nè. Chồng của bà là có phải là ngày xưa là ở đây là ở đây rồi, nước chồng, ngập lục. Ngập nước ngập đó. Dạ là cuốn chồng của bà xuống dưới kia luôn cả nhà là mất luôn. Mất tích mấy ngày mới tìm được. Năm đó năm bao nhiêu bà nha? Bữa đó hả? Dạ. Chắc là lâu rồi, nó chết có 2-3-40 năm rồi. Dạ. Mới chưa có con có hai đứa, ba đứa con thì đó chết đó. Con bà có 4 đứa thì. Dạ. Hai đứa con gái, một đứa con trai. Không đi ở vì chợ, ở bây giờ theo vợ rồi. Dạ. Ở có mình bà thì bà ở trên núi cũng thế. Tầng bát tầng đồ bầy ba đây nè. Dạ. Rồi bữa đó tới làm trại đi con cháu tới làm đây nè. Mà đồ mấy con đó cái giọng đó mấy con cho không hề. Dạ. Bà ở đây bà không hết bà nuôi bầy ba đó, nuôi gà bầy ba đó. Dạ. Cả nhà mình thắc mắc tại sao mà ở trên núi rừng như thế này mà bị nước cuốn trôi cả nhà. Thì đưa cho Linh Hai sẽ giải thích cho cả nhà mình hiểu nha. Tại vì ở đây là ngày xưa là núi rừng này là của bà con người, bà rất là sinh sống rất là nhiều. Sau này là nhà nước là yêu thương là kêu bà con xuống dưới cấp nhà cho ở đúng không bà? Ờ, thiệt chứ. Dạ, là nước ở lấy trên... ăn lại đến đây. Dạ, còn được rồi. Còn nhiều quá đó. Dạ, bà, cảm ơn bà. Cảm ơn gì? Dạ, để con kể cái câu chuyện này hả bà ha? Rồi xong cái sau này là ở trên suối là mưa lụt đó, là mưa nhiều quá. Mưa nhiều quá là nước nó xuống, rồi xong cái là ngập lụt luôn cả nhà. Hồi đó là ngay chỗ đây là ngập luôn hả bà ha? Ừ, ngập luôn đó. Dạ. Đâu có thấy ông nữa. Tôi biết bà già đó thì ở đây thì đi kim là nó mà nó đi đó, nó kim không có thấy nữa này. Dạ. Ngập tại chỗ đây này, tại đây này. Dạ, là cuốn đi xuống dưới kia luôn bà ha? Xuống dưới kia luôn. Dạ. Cái thương quá à. Nhìn bà ở trên... Lấy ăn lại đi. Dạ. Nhìn bà sống một mình trên núi rừng như thế này là ban đêm bà không sợ luôn bà ha, quen rồi. Quen thì sợ rồi, ngủ một mình bà đó. Bà lớn tuổi mà 80-90 tuổi rồi mà bà vẫn còn minh mẫn nha. Bà, ở trên đây con nghe nói là hồi trước là ở con suối này
Có nhiều người ta thấy ma đúng không ạ? Dạ, thấy ma hả? Dạ. Đây không, chỗ đây không có thấy ma đâu. Không thấy hả? Không thấy đâu. Sao sao mấy ông làm cái đặt đó mà ông nói mà ông thấy? Nếu kìa ông mà bà đâu, bà không có thấy đâu. Dạ. Bà mới ăn ngủ, ăn ở trên rẫy rồi, dạ. Không có thấy đâu. Con răng thì thấy thiệt, con răng. Thắng bà thấy hả? Mẹ con răng thấy. Thắng to không bà? Thấy bộ đó to quá hề. Cổ nào chạy đi út thì sợ quá hề. To, to cổ đen bà. À? Không, cổ nhỏ nhỏ một chút hề. Bạn lấy ăn lại đi. Dạ. Đó, cảm ơn bà. Nhiều, chín nhiều quá đó. Vậy là bà tính là chiều nay là bà đem cái này xuống làng bán á hả? Ờ, bán. Mà ai chở bà đi xuống? Đi bộ không hề. Trời, đi bộ chừng nào mới tới làng? Thôi chứ, cỡ đi cỡ 5 giờ đó. Khi cỡ 5 giờ đó đi kịp. Rồi bà đi từ đây xuống ở dưới làng là bao nhiêu? Ăn xong rồi đi làm cỏ, đi làm cỏ một chút kìa. Cỡ 5 giờ đó thì bà đi. Ôi, con chạy xe máy mà con chạy cả tiếng đồng hồ mà bà đi bộ rồi khi nào mới tới? Ôi, tới chứ bà đi nè. Thương vậy? Con cái của bà là không có lên thăm bà luôn hả bà? Hả? Con hả? Dạ. Con đâu có lên, con đi làm. Đi làm cá. Đi làm mướn bị bà đó. Lâu lâu cũng lên thăm bà chứ? Lâu rồi, lên chứ lâu. Có cho lên gạo, cho cá, cho mắm bà không? Cho chứ mấy cháu đó cho. Con của bà hả? Con bà cho, con dạ. Út đó. Bà thì ở với con Út. Dạ. Vậy là bà ở trên đây lâu lâu cái bà có trái cây hay là có cái gì đó là bà quỳ xuống làng ở với con rồi xong sáng bà lên lại? Ờ, lên lại, chiều sáng mai lên lại, dạ. Bị có gà hai ba con đó. Thương quá. Cả nhà mua mẫn cầu giùm bà đi cả nhà ơi. Chắc được có 3 cây chứ đó. Ở rẫy bà mẫn cầu bà trồng nhiều không? Trồng ít, bữa đó bà chặt không thấy là bà chặt nữa. Bây giờ nếu mà có cô chú anh chị yêu thương bà muốn mua mẫn cầu bà thì bà có hái bán cho khán giả được không? Được. Được chưa? Khán giả hả? Dạ. Được chưa? 10 ký bà có không? 10 ký hả? Dạ. 10 ký đâu còn phải hái có bốn mớ đây. Nếu mà người ta đặt thì bà hái nha. Ờ. Dạ. Người ta không có đặt được thì bán. Dạ. Ta không có đặt đâu. Rồi mong đu đủ đây rồi ví dụ có người mua rồi bà còn được bán không? Bán. Còn không? Có bao nhiêu đây thì đây này. Thì nãy đó 3 cây luôn, 2 đây này, có bao nhiêu đây này. Dạ. Nếu mà mua nữa thì hái nữa có không? À, không, hết rồi để mà nó có làm lại đó. Dạ. Nó bông lại đã thì nó lên. Dạ. Cái này tí nữa được chân lên hàng mua ủng hộ cho bà nha cả nhà nha. Đây con mua bà bịch này 500 ngàn. Bà bán cho con nha. Mua hả? Dạ. Thì lấy đi. Em biết cầu rồi, biết cầu bà chơi luôn đi. Bịch này bà bán chắc được 10 ngàn á cả nhà. 25 ngàn ký, cái này nửa ký chắc được 10 ngàn. Rồi con mua cái này 500 ngàn nha. Thì cho lấy đi. Dạ, 500 ngàn. Rồi cái bịch mắng cầu này con mua 500 ngàn luôn nha. Làng chịu. Bà về bà gùi về nặng, tội nghiệp bà. Tội nghiệp giặt thiệt chứ. Bà đang ăn. Con mua bà 1 triệu nha. Coi như là vừa mua vừa ủng hộ nha. Rồi cảnh của bà đôi chân cũng giúp rồi, gà lang thang cũng giúp rồi. Anh em của gà đồ của đôi chân lang thang cũng giúp rồi cả nhà. Đó, hôm nay là bà lớn tuổi, bà sống này có mình thôi. Nên là đưa tiền nhiều cho bà cũng không có nên nha cả nhà. Đó, hỗ trợ cho bà, ví dụ lâu lâu mình đi ngang qua, mình có quà. Hay là mình nghĩ lại mình thương bà, mình tặng tiền cho bà thôi. Chứ đưa bà số tiền nhiều là kỹ xấu là họ lợi dụng. Đó, bà sống này có mình à, đêm hôm nữa. Mấy ông say rượu, mấy ông dữ lắm cả nhà ơi. Rồi con mua bà 1.500.000 tiền đu đủ, mong đu đủ. Rồi 500.000 tiền này, bà biết tờ này không? Biết chưa, chuyện 500.000 đó. Wow, hay dữ ta. Mấy con còn ở Phân Răng hả? Dạ. Dạ hả? 90 tuổi rồi mà vẫn còn nhiều biết tiền 500. Biết mà không có thấy chữ, biết chữ rồi mà tiền đó biết hết. Ta ăn nhăn dạ rồi bà cất ơi, bà cất để dành mua gạo mua cá mua mắm nha. Nhà bà còn gạo không hả? Gạo còn đủ ăn, để chiều đi lấy gạo ăn lại. Dạ. Cả nhà hôm nay là đôi chân lang thang vào trong rừng để tìm kiếm những hoàn cảnh bà con người đồng bằng miền núi, nhưng mà lên trên núi cao không biết sao hôm nay không may mắn, cả nhà không gặp được hoàn cảnh nào hết, nhưng mà xuống tới đây thì gặp bà. Bà là cái lại thăm bà, đây là tiền cá nhân của đôi chân lang thang mua
mua ủng hộ bà nha cả nhà, chứ không có chức tiền mạnh thường quân nha. Dạ rồi, cái này con đem về nha bà nha. Đem về. Ở trên đây thì bà con người bà Đắk Lây thì không có thiếu món cầu nha cả nhà. Bông đu đủ này đủ biết ăn không? Dạ. Hôm nay bạn muốn gì bà lấy cho con xem được không? Hả? Bạn muốn gì bà lấy cho con xem được không? Không, không, không đâu có được, không có được rồi. Không, ý là bà nấu cơm ăn những món gì á? Đó, đó hả? Dạ. Cá khô để nướng nấu khô, nướng cá khô ăn. Nướng cá khô ăn hả? Rồi. Tiền đó mua, tiền đây đều để chiều đó mua gà ăn. Rồi 2-3 ngày nữa con đem quà lên tặng cho bà nha. 2-3 ngày dạ, nữa. Dạ con hả? Không có hứa nhưng mà để khi nào con đến nha. Cả nhà có ủng hộ là đôi chân liên hàng đến thăm bà cả nhà. Đem quà lên cho bà. Gạo nè, mắm muối, bột ngọt nè. Mấy ngày nữa lên. Con không dám hứa. Đợi con lên là bà biết nha. Bà đừng đợi con nha. Bà để, có đồ để con hả? Đừng có đợi con. Bây giờ dắt con vô nhà tham quan xíu được không? Hả? Dắt con vô nhà tham quan xíu được không? Được chứ sao được. Dạ đi. Dẫn cả nhà mình đi vô nhà bà tham quan. Rồi giới thiệu với cả nhà mình đây là cái bếp của bà. Bà nấu cơm đây, còn cơm nóng luôn. Đó. Này cả nhà. Dạ. Củi thì bà để bên đây. Cả nhà mình thấy bà giỏi không? Một mình bà là trồng bắp luôn đó, bà lớn tuổi rồi đó. Bà rất là giỏi mà ở rất là sạch sẽ luôn. Sạch sẽ làm sạch sẽ. Bà di chuyển xuống đây có cái nhà này lâu chưa bà? Đây hả? Dạ. Mới cắt đây hả chứ? Dạ. Mới cắt đây thôi hả? Mới cắt đây thì. Dạ. Đâu đây cả nhà. Ngôi nhà đơn sơ. Nhìn cái ngôi nhà này liên tưởng nhớ tới ông bà nội. Ngày xưa ông bà nội khổ cũng ở trong cái ngôi nhà như thế này. Tối nay ngủ một mình đây. Tối bà ngủ bà cái treo mụn bà. Có mụn đâu, mụn không có tiền mà mua để chịu chắc đi mua mụn chứ. Mai mốt đem mụn cho bà già mới được. Dạ bà đừng mua nha, mai mốt con đem lên con tặng cho bà. Nha. Rồi có mũi không? Mũi chứ, thêm mũi. Cái núi mà mũi phải mũi chứ. Rồi tối có lạnh không? Tối hả? Lén. Lạnh lắm hả? Ừ. Nhà còn gạo không bà? Sao còn ít nữa đây, gạo nữa nữa đây. Gạo bữa đó ông ta cô. Điện năng lượng này là cũng cố anh em đôi chân lên thang tặng cho bà nè. Đây còn gạo đó hè rồi. Mấy con đi chùa đó, mấy con đi chùa đó. Dạ, còn một bịch gạo đây hả? Như bao gạo đây hả? Gạo mấy con đi chùa không vậy đó. Đây hè rồi lúa đây. Lúa. Đây là cá khô được lâu vẫn còn hả bà? Cá khô đó hả? Dạ. Cá khô đồ con đi chùa đó, con đi chùa đó, con thằng có thằng ta cho đó. À đi chùa người ta cho hả? Đi chùa người ta cho. Con tưởng đâu đợt trước con tặng cho bà là cả 2 năm nay rồi mà vẫn còn hả? nhìn ngôi nhà của bà thì cao tầm cỡ 2 mét cả nhà. Chiều cao, còn chiều dài thì tầm cỡ 2 mét. Con ai con không hề cho đây nè. Bà vui không? Bà sống trên đây mình vậy rồi không ai đến thăm bà, hôm nay gặp con đến thăm bà tặng tiền cho bà là có vui không? Vui chứ sao không vui. Vỗ tay cho bà biết. Bà rất là minh mẫn nha cả nhà, 90 tuổi rồi. Thường ngày là bà không có cá khô, không có thịt heo ăn thì bà ăn những cái món ăn gì bà? Đưa này nướng cá khô đó. Nướng cá khô ăn lá đu đủ không? Khô hả? Lá thịt đủ hả? Dạ. Lá thịt đủ ít ăn quá thì không biết ăn được. Đắng hả? Đắng ra quá. Hồi chỉ ăn được, bây giờ già ăn hết được rồi hả? Ăn hết rồi mà đâu có. Có ăn lá phơi mì không? Hả? Phơi mì có, chưa có, còn chỗ này không có, chưa có bên phơi mì đâu. Chưa trồng hả bà? Chưa trồng, mới làm đó. Dạ. Này bà ơi, nhà bà nuôi mấy con gà bà? Gà hả? Dạ. Gà không cần có tính chắc được có 5-6 con đó hả chứ? 5-6 con hả? Đẻ chưa? Để đi. Để rồi hả? Đi coi đi. Dạ đi coi, bà dắt đi coi gà. Ủa cái này là nhà bếp hả bà? Đây nhà bếp đây nè. Nhà để ở bữa đó mua hồi đó đó. Dạ, nhà bếp mà gà vô đây ở luôn hả? Đâu, nó ở trên cây không thì. Ở trên cây không à hả? Ừ. Rồi giới thiệu với cả nhà mình đây là cây chổi chà mà ngày xưa ông bà thường hay dùng để cả nhà mình. Đó, cây này là gọi có tên gì bà? Tên hả? Dạ. Không biết tên rồi thôi, cây đó, cây từ mỏng đó. Dạ.
Cái này Đôi Chân Lên Thang cũng quên tên rồi, cả nhà nhớ tên rồi comment dùm Đôi Chân Lên Thang nha. Cái này là ngày xưa ông bà ngoại cũng hay dùng nè. Đi lên núi chặt. Dạ, để làm trời chỗ trà quyết. Đi coi gà đi. Dạ. Bà ở rất là sạch luôn á cả nhà mình nhìn nè, bà quyết. Ở sạch luôn. Không vậy đó, bà làm thịt thể không nè. Tài sản của bà có heo hả bà? Heo đó hay con đó, heo nuôi rẻ đây nè. Heo người ta cho nuôi rẻ đó. Heo mà cũng nuôi rẻ nữa hả? Ờ, trời. Tiền đó mua. Phải có tiền ở trên núi mà. Tụi rồi. Hai con đó, hai con mới lấy đó, nó hụn quá hề. Nó hụn quá hả? Ờ, nó hụn quá hề. Ok đó, đó. Nuôi rẻ là nuôi làm sao? Nuôi rẻ là làm sao? Nè, hai con hề. Hay là lấy ông ta cho hai con thì để nuôi chân ta một con để bà vài một con. Dạ, là con hiểu rồi. Vậy là người ta lấy một con mình lấy một con. Ờ. Dạ, là mình có nhiệm vụ. Phải có tiền thì mua thì người ta nói một con đó 500 ngàn. Dạ, con cơ đó là 500. À, nhỏ chứ đây là lông mà nuôi lông này để có hai tháng này đây. Dạ. Là nuôi lớn là mình một con người ta một con. Ừ, dạ. Cho một con đó nuôi dân ta đó. Biết có tiền mua đó. Dạ, phải có được, tiền mua hay cho làm riêng cho mệt quá thì làm cỏ đồng thế cỏ đồ đó sạch sẽ đó bà không phải còn làm đây nữa. Dạ dạ. Đi coi gà đi. Dạ đi coi gà. Ở đây là khu vườn của nhà bà này cả nhà mình. Bữa đó đi làm thăng á, làm thăng chỗ đó nè. Là giới thiệu với cả nhà mình mấy cái ớt trước nè. Đây là những cái ớt của người đồng bào rất là họ trồng rất là tươi tốt luôn cả nhà mình. Nè, có trái chín luôn nè. Ớt đây ăn rất là cay, ăn rất là thơm nha. Bên đây cũng có ăn cay nữa nè. Đó, cả nhà mình thấy tốt ghê chưa? Trái chín nè, xanh hết. Trái còn sống xanh quá trời luôn nè. Tôi làm giếng đông đúc quá thì. Bà trồng khoai lang này có cũ chưa bà? Chưa cũ, mà mới trồng mà. Bên này cũng có ăn cay nữa nè cả nhà mình. Ớt này rất là sai luôn, rất là thơm cả nhà. Đây là gà, đây là coi gà đây. Cái nhà ăn cái ớt này. Ớt này cay lắm. Cay. Cay quá. Đây giới thiệu với cả nhà mình, đây là cái chuồng gà của bà nè cả nhà mình. Bà nói bà nuôi có 5 con gà thôi. Ở trong đây có một con gà ấp này cả nhà. Này cả nhà mình. Bạn. Nãy thấy hả? Khư có rắn này nè bạn. Đó, chỗ nào? Đây này, dưới cái thùng này. Bên dùng bạn coi. Đây hả? À. Ui. Lạc. Thì chứ ngại nó. Làm sao nữa nó. Lạc cái chân chân đến nhỏ. Ơi. Ui nó đập. Khui đây. Cẩn thận. Ôi, gì hiểm quá cái này ơi, chạy đâu ơi. Là cái chừng đều là nó nhỏ. Thì có tấm gà nữa cho nó cũng ăn cho đó. Chạy thế. Khư ra giùm bà, đỡ mất công rồi bà thò tay vô lấy trứng là con rắn nó cắn á. Càng ở quen tinh tinh. Thì qua đó nó ăn. Đâu? Chạy đâu rồi? Chạy đi rồi. Đi cái cặc đi cả. Cẩn thận nha. Quên dùng bà rồi. Quên cho nó chết dùng bà rồi. Hiểu lạc chẳng để nhỏ. Nguy hiểm quá cái này. Cái lệnh trọ là nè. Có thay lại không? Từ từ bà ơi, coi chừng nó cắn hả bà. Nguy hiểm quá bà ơi. Bà đâu có biết. Bà phụ làm nhỏ sạch sẽ quá thì đâu có đường đâu. Bà ní ra, con coi thử coi. Cái bên dùng bà thì... Chẳng có đánh độc hả nha. Lo lên thì dạy nhỉ. Bà cái chừng nó mổ đừng có thở nó mổ đó. Chắc nó chạy đi rồi. Còn hả? Ở dưới á. Ui, đây. Ui, thọc cái đầu này cả nhà ơi. Đây nè cả nhà. Ui. Đi, chết lên lên. Đâu? Kia qua.
quên cho nó chết thì bà đi. Qua nó ăn 3-4 cân rồi. Làm thịt thế như vậy mà không dần phẻ như vậy. Ôi cả nhà ơi, rắn này con màu của rắn này là màu vàng vàng cả nhà. Ôi con, cả nhà mình thấy không? À, từ từ ba hãy làm cho nó, bà đừng có thọc tay vô. Qua đó, qua đó, qua đó. Quên thì nó chết đi. Từ từ ba đừng có thọc tay vô, nó nằm ngay đó đó. Qua đây nè Út này, qua đây, qua đây. Bà biết rắn gì không bà? Biết. Bỏ xuống dưới rồi. Nó cũng đợi phía trên. Chắc lình tròn lên. Qua đây nè, qua đây nè, qua đây nè. Hiệu là tình đoạt mình. Nhiều quá. Bà là qua đây thì thấy sao mà gà sao mà chắc cũng đang ăn cho mà bà đâu có biết, bà không có biết đâu. Đây này, này. Còn thấy không? Wow. Thằng ông bà ra bác hồ, lọt hồ. Không dám đụng luôn cả nhà ơi. Bà ơi, bà đừng có thọc tay vô nha. Ui, nó bò ra chỗ bà đó nha. Đâu? Có lại không? Lại nó chạy, chắc nó chạy đi bà rồi hả? Bà nghĩ ra, bà nghĩ ra. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè bà nè. Đâu có thay nữa. Đây nè, đây nè. Dưới cục đá nè. Nghiệm quá. Đi 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 đi. Chắc là mấy cháu đó thấy đó. Bà qua đó tôi được, bà đâu biết. Nghiệm quá, nghiệm quá. Quên đi, quên đi. Đúng nó đi, đúng nó đi, đúng nó đi. Ê, đừng cho nó đi, nó ăn. Đừng cho nó đi mà. Ồ, đừng cho nó, quên đi, quên đi. Rồi nó lên lại chứ. Đây nè cả nhà. Đâu nãy đâu? Đi gì hả? Ở bên này có cây chanh nữa này. Này cây chanh đây cả nhà. Đi quay hết hả? Dạ, quay hết luôn, review luôn. Review khung quanh nhà của bà cho khán giả xem. Để khán giả yêu thương bà nha. Dạ thôi, con cảm ơn bà nha. Cảm ơn dạ. Hôm nay cũng rất là vui. Gặp bà ở trên núi này cũng là một cái duyên á. Dạ con cũng thương bà. Nên là bà cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Sức khỏe chứ bộ. Bên thì đi gì đi mua đồ ăn. Dạ. Mai mua thịt heo ăn bữa nha bà nha. Mai có tiền rồi. Có tiền rồi. 90 tuổi rồi vẫn còn minh mẫn. Phải nói rất là cảm phục bà luôn. Bà có bí quyết gì không bà? Đi rồi quay. Quay đó, đó quay bắp đi. Mày bắp đi. đi viết quay bắp mấy. Dạ thôi được rồi, dạ thôi được rồi. Được rồi. Con tranh thủ con về tại vì trễ rồi. À, dạ, chiều rồi. Đi về luôn hả? Dạ. Mai mốt con lên thăm đi. Bà nữa nha. Ờ. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ chứ không nhớ. Mai đó phải cho mình thì lên đại đó hử? Cho đồ bà hử? Dạ bà đừng đợi con nha, khi nào lên thì con tặng cho bà. Nè. Rồi dạ bà bye bye khán giả ơi. Bye bye. Bye bye khán giả ơi. Cháu đi hả? Dạ. À, cảm ơn cả nhà mình đã luôn dành thời gian quý báu xem video ủng hộ được Trinh Đưa Thang trên con đường thiện nguyện. Cả nhà xem video cảm nhận cảm nghĩ như thế nào về hoàn cảnh của bà cả nhà? Bà sống một mình lẻ loi trên núi, con cái thì ở xa rồi, ở dưới làng rồi, không có ít khi lên tập bà lắm. Chồng của bà cũng mất lâu rồi. Cả nhà yêu thương có thể là thả tim cho bà nha cả nhà. Thì hôm nay tập video hôm nay Đưa Trinh Đưa Thang xin phép không chức quỷ của Mạnh Thường Quân, tại vì hôm nay Đưa Trinh Đưa Thang cũng muốn tìm một cái hướng mới. Nhờ những cái hoàn cảnh mới để chia sẻ đến cả nhà mình xem, cả nhà mình yêu thương. Nhưng mà không may mắn là không có gặp được hoàn cảnh nào, thì xuống tới đây thì gặp hoàn cảnh của bà thì chia sẻ cho cả nhà mình xem. Mong cả nhà yêu thương ủng hộ. Dạ cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà mình những tập video mới. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.